Tử vi chi tiết của 12 con giáp trong tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch tính từ ngày 9 tháng 4 năm 2024 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Tử vi Phong Thủy Hưng TV 6886 ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, Hưng xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Từ Vi Phong Thủy Hưng TV 6886 trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hy vọng quý anh chị và các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng Từ Vi Phong Thủy Hưng TV 6886 trong những khoảng thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, Ngày hôm nay, Tử Vi Phong Thủy Hưng TV 6886 sẽ chia sẻ đến quý anh chị và các bạn tử vi chi tiết của 12 con giáp trong tháng 3 âm lịch. Vậy thì, đóng vận trình tháng mới, đường công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ nhận được nhiều điều may mắn? Và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình tháng mới của mình? đường tài lộc cụ thể của 12 con giáp sẽ biến động ra sao và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một tháng mới tốt lành, hanh thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về đây nhiều hơn. Trước khi đi vào nội dung chính của ngày hôm nay, nếu quý anh chị và các bạn là người lần đầu tiên đến với Từ Vi Phong Thủy HTV TV 6886 hoặc còn những ai chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho hương nha. Sau đó bấm vào nút chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất của Tử Vi Phong Thủy Hưng TV 6886 trong những khoảng thời gian sắp tới nha. Ngoài ra, sau khi xem xong, nếu quý anh chị và các bạn thấy video này hữu ích thì hãy hoan hệ cho Hưng một like và hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân để cùng nhau tìm hiểu nha. Không để quý anh chị chờ lâu, ngay bây giờ Hưng xin mời quý anh chị và các bạn sẽ cùng với bạn Gia Thành sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung chi tiết của tháng 3 âm lịch. Xin mời Gia Thịnh. Gia Thịnh xin trân trọng kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Đối tiếp chương trình, Gia Thịnh sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Đầu tiên là tuổi Tý. Theo tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp, Tý sẽ thể hiện sự quyết đoán và mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách để khẳng định bản thân về vận may trong sự nghiệp của con giáp tuổi tý nguyệt lệnh lâm thai dự báo sẽ có những cơ hội tích cực đến với bạn đánh giá cao sự cống hiến và nỗ lực của bạn hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và có kế hoạch rõ ràng để đạt được thành công trong tháng này tháng này bạn nên lập kế hoạch cẩn thận cho mọi hoạt động để dễ dàng định hướng và điều chỉnh thái độ khiêm tốn và sự nhiệt huyết của bạn sẽ được đánh giá cao bởi mọi người về vận may về tài chính của con giáp tuổi tý với sự ủng hộ từ chính tài bạn sẽ được mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền bất ngờ sự chăm chỉ và kiên nhẫn của bạn đang được đền đáp và bạn không ngừng làm việc hết mình để khai thác vận may về hạnh phúc trong tình duyên của con giáp tuổi tý thái độ đào hoa kích thích bạn tham gia các cuộc hẹn để tìm kiếm một người đặc biệt sự hòa hợp giữa tam hợp là một dấu hiệu tích cực cho mối quan hệ của bạn nơi tình cảm giữa hai người ngày càng chặt chẽ dù cuộc sống bận rộn bạn và đối tác vẫn dành thời gian cho nhau và trân trọng sự quan tâm của đối phương đối với những mối quan hệ đang gặp khó khăn hãy cam kết và sẵn lòng thay đổi để hòa thuận bằng sự hiểu biết và sự linh hoạt bạn có thể đạt được hòa bình và hạnh phúc trở lại khiến mọi khó khăn trở nên vô nghĩa thứ hai là tuổi sửu trong tháng mới sức sáng tạo của bạn sẽ được tỏa sáng hứa hẹn nhiều thành công đến với bạn tuy nhiên bạn cũng cần đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của kiếp tài hãy giữ lòng bình tĩnh và kiên nhẫn vì không thể làm hài lòng tất cả mọi người về công việc của con giáp tuổi sửu vận trình công việc của sửu đang rất thuận lợi nhờ sự hỗ trợ từ nguyệt lệnh dưỡng mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và thành công hơn cả mong đợi những nỗ lực tích cực của bạn sẽ được công nhận và đánh giá cao làm bạn cảm thấy trưởng thành hơn sau mỗi thách thức mới về tài chính của con giáp tuổi sửu tình hình tài chính của bạn đang ổn định mặc dù không có nhiều thưởng nhưng cũng đủ để khích lệ tinh thần của bạn đừng quá phụ thuộc vào tiền bạc nhớ rằng sức mạnh thực sự nằm trong lòng tự tin của bạn đừng mong chờ vào sự động viên từ bên ngoài về hạnh phúc trong tình yêu của con giáp tuổi sửu thái âm các tin hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bạn, giúp giải quyết những lo lắng về mối quan hệ một cách nhanh chóng. Mặc dù có thể gặp một số xích mích nhỏ, nhưng sự thấu hiểu và lòng nhân ái sẽ giúp bạn duy trì mối quan hệ ổn định. Tiếp theo là tuổi dần. Trong tháng này, tuổi dần sẽ trải qua những trải nghiệm thú vị và hứng khởi, từ đó mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo mới mẻ trong sự nghiệp dịch mã sẽ gặp phải một số thách thức nhưng hãy nhớ rằng cơ hội luôn đến với những ai không bỏ cuộc nguyệt lệnh trường sinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tuổi dần phát huy tài năng của mình và nhận được sự tin tưởng từ mọi người về tài lộc người tuổi dần sẽ có cơ hội nhận được những phúc lợi và thưởng lương từ công việc của mình trong thời gian này bạn sẽ thu hút nhiều tài lộc và cảm thấy mình đang tiến bộ và giàu có hơn từ trước hãy tận dụng mọi cơ hội và không để phí phạm bất kỳ nguồn lực nào tuổi dần nhé. Trong tình duyên, tuổi dần nên dành thời gian cho tình cảm và kết nối với bạn bè cũ, tạo ra những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc vào cuối tuần để làm phong phú thêm cuộc sống. Thứ tư là tuổi mão. Nguyệt lệnh mộc dục của tháng mới mang lại tinh thần lạc quan cho tuổi mão, giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn sau những thử thách. Hãy tận hưởng những điều tích cực đang đến và giữ vững niềm tin vào bản thân. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 cho thấy tuổi mão được thái dương các tinh trợ mệnh, mang đến điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp của bạn. Hãy tự tin thể hiện tài năng của mình và tạo điểm nhấn bởi phong cách độc đáo, sáng tạo. Trong sự nghiệp, tuổi mão được ủng hộ bởi thái dương và thiên diêu, giúp bạn trở thành phiên bản hoàn thiện hơn và nổi bật với phong cách làm việc độc đáo. Người tuổi mão sẽ trải qua những thăng trầm trong thời gian này, nhưng đừng lo lắng, hãy giữ vững niềm tin và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức đừng bỏ lỡ cơ hội để thể hiện bản thân và làm nổi bật tài năng của mình trong sự nghiệp tuổi mão nhé về tài lộc dù không phải là phong phú như mong đợi nhưng vẫn đủ để bạn cảm thấy an lành và không lo lắng quá nhiều về cuộc sống trong tháng này hãy dành một phần của tài chính để làm việc thiện và giúp đỡ những người khó khăn hành động này sẽ mang lại cảm giác giàu có hơn và tạo ra một tác động tích cực cho xã hội về tình duyên, có thể sẽ gặp phải những bất đồng nhỏ và cảm giác nghi ngờ, nhưng hãy nhớ không nên quá tin tưởng người khác mà bỏ qua bản thân và giá trị của mình. Dưới ảnh hưởng của Thiên Diêu, cảm xúc của tuổi Mão có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là sự ghen tuông và nghi ngờ trong mối quan hệ. Thứ năm là tuổi Thìn. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 cho thấy tuổi Thìn trong tháng này cảm thấy muốn làm việc độc lập và không thích sự can thiệp từ người khác hãy tự chịu trách nhiệm và tập trung vào công việc của mình dưới ảnh hưởng của quan đới tuổi thìn có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt rõ ràng và có thể gặp thách thức trong tình cảm hãy cẩn trọng và tìm cách giải quyết mọi vấn đề một cách khôn ngoan về sự nghiệp tuổi thìn cần cẩn trọng và tự tin tiến lên không nên quá phụ thuộc vào người khác mà hãy tự mình làm được về tài lộc người làm công ăn lương cần giữ vững việc làm hiện tại và tích lũy kế hoạch cho tương lai bởi có cơ hội phát tài đang đến nhưng cũng cần sự chuẩn bị và quyết định đúng đắn. Về tình duyên, hãy tránh tranh cãi và biết lắng nghe đối phương, đó là cách để tạo ra sự thấu hiểu và hòa hợp trong mối quan hệ. Trong sự nghiệp, tuổi Thìn cần tự tin và không nên phụ thuộc vào người khác quá nhiều, đó mới là cách để tiến xa hơn. Về tài lộc, hãy giữ vững việc làm hiện tại và chuẩn bị cho cơ hội phát tài đang đến, tuổi Thìn nhé. Trong tình duyên, hãy biết lắng nghe và chia sẻ đó là cách để tạo ra sự thấu hiểu và hòa hợp trong mối quan hệ. Thứ sáu, là tuổi tỵ. Tuổi tỵ, dù có nhiều ý tưởng mới mẻ và hứng khởi, nhưng hãy chuẩn bị kế hoạch cẩn thận trước khi bắt tay vào công việc. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro và đạt được thành công trong sự nghiệp. Về sự nghiệp, tuổi tỵ cần tự mình vượt qua khó khăn và hãy hành động độc lập, tự mình xử lý vấn đề trước khi nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Về tài lộc, Tuổi tị có phúc lộc dồi dào và có cơ hội nhận được tiền thưởng hoặc tăng lương. Hãy sử dụng tài chính của mình một cách cẩn thận và dứt khoát, đồng thời hãy nhớ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về tài lộc, tuổi tị sẽ trải qua thời gian dồi dào phúc lộc và có cơ hội nhận được tiền thưởng hoặc tăng lương. Hãy sử dụng tài chính của mình một cách cẩn thận và dứt khoát, đồng thời hãy nhớ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về tình duyên, tuổi tị cần lắng nghe và thấu hiểu đối phương đó là cách để tạo ra một mối quan hệ hòa hợp và ấm áp. Trong sự nghiệp, tuổi tỵ cần tự mình vượt qua khó khăn và hãy hành động độc lập, tự mình xử lý vấn đề trước khi nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Về tình duyên, bách việc mang lại sự rực rỡ cho tuổi tỵ, nhưng hãy thận trọng trước những cám dỗ có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Tiếp theo là tuổi ngọ. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 cho tuổi ngọ, nguyệt lệnh đế vương mang lại tiền bạc và danh tiếng, nhưng cũng đồng thời đề nghị tuổi ngọ cẩn trọng trước những trở ngại và lời khuyên từ người lớn tuổi. Về sự nghiệp, tuổi ngọ được hỗ trợ từ đế vượng, giúp công việc dễ dàng hơn và có cơ hội thăng tiến. Về tình duyên, bách việc mang lại sự rực rỡ cho tuổi tỵ, nhưng hãy thận trọng trước những cám dỗ có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Tử vi tháng 3 năm 2024 cho tuổi ngọ, nguyệt lệnh đế vương mang lại tiền bạc và danh tiếng nhưng cũng đồng thời đề nghị tuổi ngọ cẩn trọng trước những trở ngại và lời khuyên từ người lớn tuổi. Về sự nghiệp, tuổi ngọ được hỗ trợ từ đế vượng, giúp công việc dễ dàng hơn và có cơ hội thăng tiến. Về tài lộc, tuổi ngọ được phúc lộc dồi dào trong tháng 3 năm 2024, hãy chia sẻ niềm vui và tài lộc cho những người kém may mắn. Phúc lộc dồi dào để con giáp tuổi ngọ tha hồ hưởng trong tháng 3 năm 2024. Nếu bạn có thể đủ hào phóng ban phát tài lộc của mình cho những người kém may mắn hơn thì càng tốt, niềm vui sẽ được nhân đôi, nhân ba. Nhìn chung tuổi ngọ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền nông tháng 3 năm 2024 này. Thậm chí những ai đang gặp vấn đề chưa biết cách xử lý cũng ngay lập tức có quý nhân xuất hiện hỗ trợ. Về tình duyên, nguyệt lệnh tương sinh mang lại sự tự tin và thu hút cho tuổi ngọ, đồng thời cải thiện mối quan hệ đối với cặp đôi. Tiếp theo là tuổi mùi. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 cho tuổi mùi, hãy tập trung và thực tế trong cuộc sống, đừng mơ mộng quá xa vời và luôn cố gắng vượt qua khó khăn. Về tài lộc, tuổi ngọ được phúc lộc dồi dào trong tháng 3 năm 2024, hãy chia sẻ niềm vui và tài lộc cho những người kém may mắn. Về tình duyên, nguyệt lệnh tương sinh mang lại sự tự tin và thu hút cho tuổi ngọ, đồng thời cải thiện mối quan hệ đối với cặp đôi. Về sự nghiệp, đầu tháng 1 năm 2024, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ và khích lệ từ đồng nghiệp, lãnh đạo hoặc gia đình, giúp bạn thành công trong mọi mặt. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho biết nhờ các tin tử vi soi sáng, đầu tháng là lúc bạn dễ nhận được lời khuyên, lời khen ngợi hoặc sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nữ, lãnh đạo hoặc thành viên gia đình, những người này sẽ giúp bạn thành công về mọi mặt. Về tài lộc, dù vận trình tình cảm không suôn sẻ, nhưng đối với người độc thân, cuộc sống đang có những dấu hiệu tích cực khi tìm được bạn đời chia sẻ. Tứ hành xung cũng góp phần không nhỏ tới tâm trạng trên vên của người tuổi mùi khi vận trình tình cảm không như ý, gần đây hai người thường xuyên có những tranh luận không hồi kết, khó có thể thống nhất vấn đề. Tuy nhiên, với những người tuổi mùi độc thân thì cuộc sống đang có những dấu hiệu thay đổi tích cực khi bạn tìm được người khác giới sẵn sàng bầu bạn, chia sẻ cuộc sống với mình. Về tình duyên, bạn có nhiều cơ hội để đầu tư và nâng cao tài chính cá nhân nhưng cần suy xét kỹ lưỡng trước khi quyết định đổ tiền vào một dự án bản mệnh có nhiều cơ hội để đầu tư và nâng cao tài chính cá nhân tuy nhiên nó không xuất hiện một cách rõ ràng mà bạn cần phải dành nhiều thời gian để suy xét và khai mở ra vận may cho mình tuy nhiên con giáp tuổi mùi cần phải chắc chắn về nguồn vốn cũng như lịch trình cụ thể trước khi đổ tiền vào một dự án nào đó tốt hơn hết hãy tìm hiểu thật kỹ để phân bổ nguồn vốn sao cho khôn ngoan nhất có thể. Thứ 9 là tuổi thân. Trong tháng 3 năm 2024, người tuổi thân có thể cảm thấy ủ rũ và không muốn tham gia hoạt động xã hội, mong muốn tìm đến những nơi yên tĩnh hơn. Nguyệt lệnh bệnh nên thời gian này tuổi thân có xu hướng ủ rũ, không thích làm việc, lười hoạt động, không thích chốn đông người, chỉ muốn tới nơi vắng vẻ bạn có cảm giác càng tới nơi ồn ào náo nhiệt thì càng bị cạn kiệt năng lượng bản mệnh tháng này thường khá bảo thủ người khác nói không vừa ý là ngay lập tức giận hờn không còn biết phân định đâu là đúng sai điều này chỉ chứng tỏ bạn trẻ con cố chấp mà thôi nếu bạn còn giữ thái độ này mọi người rất khó làm việc với bạn về sự nghiệp tuổi thân cần dũng cảm thay đổi học hỏi và tương tác nhiều hơn với đồng nghiệp để tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả hơn tuổi thân cần phải dũng cảm đổi mới tích cực học hỏi kiến thức kỹ năng mới nâng cao năng lực cạnh tranh trong tháng đầu tiên của năm giáp thìn ngoài ra bạn nên giao tiếp nhiều hơn với đồng nghiệp để nhóm hợp tác trở thành một tổng thể hiệu quả hơn về tài lộc tháng này có thể đầy biến động cần cẩn trọng trong việc quyết định tài chính và tập trung vào việc cải thiện kỹ năng kiếm tiền vận trình còn có nhiều thăng trầm không nên có quyết định quan trọng về tài chính trong tháng này nếu không muốn có những quyết định sai lầm tốt hơn hết bạn nên dành thời gian để cải thiện các kỹ năng kiếm tiền gia tăng lợi ích trong từng việc mình làm cứ thế mà tích lũy kinh nghiệm rồi trong tương lai bạn sẽ biết cách gia tăng thu nhập của mình một cách khôn ngoan hơn trong tình duyên các cặp đôi cần dành thêm thời gian để lắng nghe và hiểu rõ bản thân hơn là vội vàng tìm kiếm mối quan hệ chỉ vì sợ cô đơn yêu thương bản thân đúng cách sẽ thu hút những người phù hợp đến gần các cặp đôi nên dành thêm thời gian lắng nghe và thấu hiểu chính mình hơn là vội vã tìm kiếm một ai đó vì cô đơn. Khi bạn biết yêu thương bản thân đúng cách bạn sẽ thu hút những người tương xứng, phù hợp đến với mình. Người tuổi thân khi yêu đương dễ bị vướng mắc trong tháng này khi bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào người ấy. Bạn nên nhớ rằng đối phương là người đồng hành cùng bạn, đừng quá phụ thuộc và kỳ vọng quá nhiều trách nhiệm ở họ. Khi bạn hy vọng nhiều thì mới có chuyện tình cảm không đạt được mong muốn. Thứ 10 là tuổi dậu với tuổi dậu việc xử lý tốt các công việc cá nhân là quan trọng nhất để có một tháng mới suôn sẻ may mắn đến từ sự ghé thăm của tử vi cát tinh mang lại tài lộc vàng sông nhờ vào nỗ lực trong quá khứ trong tháng này người tuổi dậu dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực khiến cho tinh thần và ý chí trở nên mập mờ điều này gây khó khăn trong việc đưa ra quyết định chính xác nguyệt lệnh tử cho thấy cho dù bản mệnh là người thông minh nhưng tinh thần và ý chí thời gian này dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực đó là lý do bạn khó đưa ra được những quyết định chính xác hay sáng suốt về sự nghiệp của người tuổi dậu tuổi dậu có khả năng thao lược và quyết đoán trong mọi tình huống đôi khi dù gây phản cảm cho người khác nhưng lại mang lại lợi ích cho bản thân và được sự hài lòng từ cấp trên đặc biệt khi còn trẻ bạn cần phải nỗ lực và phấn đấu mạnh mẽ hơn không để bị coi thường hoặc bị áp đặt bởi người khác vận trình tài lộc đang tăng tiến là kết quả của những nỗ lực từ những tháng trước mặc dù chỉ là một điều nhỏ nhưng điều này đã thúc đẩy tinh thần của bạn và tạo ra niềm tin trong bản thân sự giúp đỡ từ người thân trong việc mua nhà đất cũng là dấu hiệu tích cực bạn nên biết trân trọng điều này vận trình tài lộc tăng tiến Tuy đó là kết quả từ những tháng trước nhưng chỉ điều nhỏ này cũng giúp thúc đẩy tinh thần để bạn cảm thấy tự tin hơn về bản thân. Nhiều người được người thân cho tiền hỗ trợ bạn mua nhà, mua đất, đó là tín hiệu đáng mừng, bạn nên trân trọng sự giúp đỡ của mọi người nhé. Đối với tình duyên, người tuổi Dậu độc thân có thể chưa tìm được đối tác phù hợp với tiêu chí của mình, nhưng bạn hài lòng với việc đã có sự tự chủ và sẵn lòng mở lòng với những mối quan hệ mới. Mặc dù không có sự thay đổi lớn trong tháng này, nhưng tình hình vẫn đang dần được cải thiện sự hỗ trợ từ nguyên tố ngũ hành cũng giúp cho mối quan hệ của tuổi dậu trở nên ấm áp hơn thậm chí còn có kế hoạch lớn cho tương lai người tuổi dậu độc thân tuy chưa tìm được ai phù hợp với các tiêu chí của mình nhưng bạn hài lòng về việc bản thân đã có thể chủ động và cởi mở hơn với những mối quan hệ mới dù không thay đổi lớn trong tháng này nhưng tình hình vẫn đang tiếp tục được cải thiện Ngũ hành tương sinh hỗ trợ để vận trình tình cảm của tuổi Dậu có đôi được êm ấm hơn so với trước đây. Hai người tìm được tiếng nói chung, thậm chí còn lập ra những kế hoạch lớn lao để cùng chung sức thực hiện. Tiếp theo là tuổi Tuất. Trong tháng này, nguyên tố mộ cho thấy bản mệnh rất quyết tâm. Ngay từ đầu tháng, bạn đã thiết lập một mức độ kỷ luật cao, tập trung vào công việc mà không để bị phân tâm bởi những vấn đề khác với sự xuất hiện của nguyên tố tỷ kiên bạn sẽ phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh cuộc sống của mình điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bạn về sự nghiệp của người tuổi tuất trong lĩnh vực sự nghiệp tháng này người tuổi tuất sẽ gặp nhiều cơ hội tuy nhiên do thường xuyên gặp phải sự quấy rối từ tiểu nhân và tính cách thẳng thắn của bạn thành công có thể gặp khó khăn về mặt tài lộc mặc dù bạn đã cố gắng tiết kiệm và tích lũy nhưng trong thời gian gần đây bạn phải chi tiêu khá nhiều để đảm bảo cuộc sống. Sự xuất hiện của nguyên tố đại hao khiến bạn không thể tránh khỏi việc tiêu tiền. Hãy hạn chế việc tiêu pha nếu không muốn hết tiền sạch sẽ trước khi kết thúc tháng. Dù rất tiết kiệm, trong thời gian gần đây đã rất cố gắng tích lũy nhiều hơn để đảm bảo cuộc sống thế nhưng vẫn phải chi những khoản khá lớn trong tháng này. Xuất hiện đại hao khiến bản mệnh không thể không chi tiền. Bạn sẽ phải tiêu pha cho khá nhiều khoản, vì thế bạn nên hạn chế việc ăn chơi nếu không muốn mình bị cháy túi chưa hết tháng đã hết sạch tiền trong tình duyên nguyên tố mộ chỉ ra rằng tháng này bản mệnh rất quyết tâm ngay từ đầu tháng đã xây dựng sự kỷ luật cao nên bạn chăm chỉ chỉ muốn tập trung làm việc không để các vấn đề khác phân tâm tháng mới xuất hiện tỷ kiên nên bản mệnh sẽ phải đối mặt với không ít những lời bàn tán xôn xao xung quanh cuộc sống của mình đó là lý do sức khỏe tinh thần cũng có phần nào bị ảnh hưởng Vận trình tình cảm không thể nào được tươi đẹp vì điều này không phải là ưu tiên hàng đầu của bạn. Nếu đối phương hiểu và thông cảm, mọi thứ sẽ êm đềm hơn. Tuy nhiên, nếu họ không hạnh phúc, bạn cũng sẽ phải đối mặt với một chút phiền toái. Cuối cùng là tuổi hợi. Tháng 3 âm lịch năm 2024 cho người tuổi hợi có vẻ nóng tính hơn bình thường. Nếu không kiểm soát được cảm xúc có thể gây ra rắc rối. Đừng tìm lý do để tự giải thích tính cách thẳng thừng, vì điều này chỉ làm người khác cảm thấy khó chịu hơn. Trong lĩnh vực sự nghiệp, nếu gặp khó khăn, thay vì trách móc và than thở, hãy xem xét lại cách làm việc của mình. Tính cách kiêu căng và tự phụ có thể khiến bạn thu hút nhiều kẻ thù và kẻ ghen tị. Về mặt tài chính, nếu không như ý, thì đừng trách phận mà hãy xem xét lại cách thức làm việc của mình đây là thời điểm để bạn thay đổi phương pháp làm việc và tập trung vào việc đặt ra mục tiêu cụ thể và thực hiện chúng một cách có kế hoạch về mặt tài lộc trong thời gian gần đây dù bạn đã cố gắng tiết kiệm nhưng vẫn phải đối mặt với những chi phí lớn hãy hạn chế tiêu tiền để tránh tình trạng kém hồi sinh khiến bạn phải lo lắng về tài chính về mặt tài chính người tuổi hợi có thể cảm thấy yên tâm khi được thiên tài che chở các kế hoạch tính toán trước đó của bạn đang diễn ra thuận lợi và bạn đang nhận được nhiều tiền hơn từ những nguồn khác nhau về mặt tình duyên người tuổi hợi cần chú ý đến mối quan hệ với đối tác mâu thuẫn có thể phát sinh do sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề đối với người độc thân hãy giảm bớt sự kiêu ngạo và coi trọng những gì bạn đang có về mặt tình duyên người tuổi hợi cần lưu ý đến mối quan hệ với đối tác mâu thuẫn có thể phát sinh do sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề đối với người độc thân hãy giảm bớt sự kiêu ngạo và coi trọng những gì bạn đang có. Xin cảm ơn Gia Thịnh. Bạn Gia Thịnh vừa chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tự vi chi tiết của 12 con giáp trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong tháng mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn đón một tháng mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống đừng quên bấm nút đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ cho sự chia sẻ hữu ích từ kênh Tử Vi Phong Thủy Hương TV 6886 các bạn nha và cũng đừng tiếc một like comment khi xem video nhé. Hương xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Xin chào.